Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đừng sai lầm như đối thủ, hãy thoát chung. Lô hàng 450.000 bộ đồ bảo hộ được xuất khẩu nhanh từ Việt Nam sang Mỹ đang trở thành đề tài tranh luận trong cộng đồng người Việt về công trạng thực sự của ai trong việc tiếp ứng thiết bị y tế của Mỹ giữa đại dịch. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế lại nhìn đây là một bước khởi đầu của cơ hội ngàn năm có một để quốc gia Đông Nam Á này thoát khỏi chiếc bóng của người láng giềng khổng lồ từ lâu nay đã kìm kẹp mọi lĩnh vực của Việt Nam. Lô hàng thiết bị bảo hộ đầu tiên do công ty với tên gọi là DuPont của Mỹ tại Việt Nam sản xuất và được dịch vụ FedEx chuyển nhanh về Mỹ hôm 8 tháng 4 dưới sự hỗ trợ cấp phép nhanh của chính phủ Việt Nam đã trở thành một sự kiện gây chú ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đề cập đến và cảm ơn các bên liên quan. Đây là hình ảnh các bản tin giả với nội dung lập lờ như Việt Nam hỗ trợ Mỹ rồi hoặc là chuyển thành Việt Nam viện trợ Mỹ trong khi thực chất là Việt Nam sản xuất theo đơn đặt hàng của Mỹ mà thôi. Mạng xã hội của Việt Nam vào hôm 9 tháng 4 năm 2020 đã xôn xao vì một bản tin giật tít như sau: Việt Nam viện trợ 450.000 bộ đồ bảo hộ y tế cho chính phủ Mỹ. Sáng ngày 9 tháng 4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trang trên trang Twitter cá nhân của mình cảm ơn những người bạn ở Việt Nam, thì một số trang mạng và Facebooker đã nhanh chóng loan tin là Việt Nam viện trợ đồ bảo hộ y tế cho Mỹ. Tuy nhiên, trang web của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho thấy 450.000 bộ đồ bảo hộ với tên là Tweet mà Tổng thống Mỹ đề cập là lô hàng đầu tiên nằm trong đơn hàng 4,5 triệu bộ mà HHS đã đặt hàng tập đoàn DuPont sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam mà thôi. Bản tin trên trang web của HHS cũng cho biết chính quyền Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn DuPont vận chuyển nguyên liệu đến hàng tuần bằng đường không và xuất đi kịp thời. Thì có nghĩa là tất cả những sản phẩm này là họ đặt sản xuất tại Việt Nam với nguyên vật liệu hoàn toàn là từ nước ngoài đưa vào. Và như thế, những thông tin có nội dung rằng lô hàng 450.000 bộ đồ bảo hộ y tế trên đây là hàng của chính phủ Việt Nam viện trợ, hàm ý như là biếu hoặc tặng cho Mỹ đều là tin giả hết. Và rất nhiều người chưng hửng vì bị lừa khi đọc những dòng giật tít mạnh trên báo chí Việt Nam. Thậm chí là cả đài truyền hình quốc gia của Việt Nam, VTV1, cũng đã đăng như vậy. Một Facebook đã thốt lên, thời sự VTV1 vừa đưa tin Việt Nam hỗ trợ Mỹ 450.000 bộ quần áo bảo hộ y tế, chẳng lẽ VTV đưa tin giả? Thì đương nhiên các bạn cũng đã biết VTV đã từng đưa rất nhiều tin giả. Ngay cả việc Trịnh Xuân Thanh về đầu thú tại Việt Nam cũng là tin giả nốt. Và cuối cùng tòa án Đức đã xét xử và đưa ra biện pháp trừng phạt. Và câu trả lời ở đây là chính là cách đưa tin lập lờ của báo chí Việt Nam đã đánh lừa độc giả và gây lên một làn sóng lan truyền như kiểu ngạo nghễ quá Việt Nam ơi. Nhưng quả bóng này nhanh chóng bị xì hơi. Và tất nhiên là những dư luận viên mà nhà nước Việt Nam nuôi dưỡng với hơn 10.000 người cũng qua đó sẽ gặp cái khó phản biện. Và ở góc độ khác thì thông tin thật và đáng chú ý là Tổng thống Mỹ Donald Trump có ngỏ lời cảm ơn Việt Nam với dòng tweet như sau. Sáng nay, 450.000 bộ đồ bảo hộ đã đến Dallas, Texas. Điều này đã trở thành hiện thực nhờ sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp tuyệt vời của Mỹ, đó là DuPont và FedEx, cùng những người bạn ở Việt Nam của chúng tôi. Ta xin cảm ơn. Ông đã nói như vậy. Đây là hình ảnh lô hàng của một tổ chức cứu trợ nhân đạo của Mỹ gửi đến Trung Quốc gồm khẩu trang phẫu thuật và khẩu trang N95 được ghi nhận vào ngày 6 tháng 2 năm 2020. Khi đó, dịch cúm Vũ Hán chưa có dấu hiệu gì đáng kể ở Mỹ. Nhưng sau khi Mỹ bùng phát lây nhiễm lên hàng trăm ngàn người bệnh nhân, thì Trung Quốc ra lệnh cấm công ty 3M và công ty Honeywell xuất hàng sang Mỹ gồm khẩu trang N95, máy thở, giày, găng tay và những sản phẩm khác do các công ty và công xưởng của họ tại Trung Quốc sản xuất. Cũng nói về nỗ lực này, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Dania tuyên bố chuyến hàng này sẽ giúp bảo vệ các chuyên gia y tế làm việc trên tuyến đầu chống lại COVID-19 tại Mỹ và chứng minh cho sức mạnh của quan hệ đối tác Mỹ-Việt. Và trên sự kiện ấy, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng đã có lời phát biểu như sau. Trên tinh thần hợp tác quốc tế về phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
để đẩy nhanh công tác chuyển giao, sản xuất và xuất khẩu các trang thiết bị, vật tư y tế sản xuất tại Việt Nam cho các quốc gia có nhu cầu, trong đó có Mỹ. Và cũng theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam này, Mỹ cũng đã đang quan tâm hợp tác với các đối tác của Việt Nam trong việc sản xuất các trang thiết bị bảo hộ y tế và khẩu trang theo chuẩn N95. Thì có nghĩa là tới đây những cái sản phẩm mà xuất đi các nước, ngay cả có trao tặng thì cũng phải có đúng tiêu chuẩn này, vì nếu không thì không có tác dụng gì để ngăn chặn được loại cúm viêm phổi Vũ Hán với những khẩu trang vải bình thường khác. Và vụ tin giả lại khiến cho một nhà kinh tế liên tưởng đến đại cục quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo một ý tưởng khác. Từ California, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng Việt Nam đã sáng suốt hơn Trung Quốc khi hai bên đứng trước tình huống tương tự như nhau. Thì đây là điều mà chuyên gia này đã chia sẻ. Đây là hình ảnh Đại sứ Mỹ Daniel đã gửi lời cảm ơn đến những nỗ lực của chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ luôn sát cánh cùng Việt Nam. Mới đây, Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam 2,9 triệu đô la để tiếp sức cho ngành y tế chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đó là trong một bối cảnh các công ty của Mỹ tại hai quốc gia châu Á đều đang nỗ lực hết sức để sản xuất và cung cấp khẩn cấp các vật tư y tế vốn đang khan hiếm trở lại Mỹ, nơi đang chứng kiến số lượng người nhiễm bệnh và tử vong vì dịch COVID-19 tăng lên hàng ngày, và hiện nay số này không dừng lại. Thế nhưng, các công ty sản xuất thiết bị bảo hộ hàng đầu của Mỹ như 3M, Honeywell đã nói rằng Bắc Kinh đã cấm họ không được xuất khẩu các sản phẩm mà họ sản xuất tại Trung Quốc ra bên ngoài, dẫn đến việc Tòa Bạch Ốc xem xét khởi kiện Trung Quốc về hành động tích trữ đồ bảo hộ giữa lúc cả thế giới, đang trong đó có Mỹ, đang có nhu cầu khẩn cấp để cứu chữa đại dịch. Thì đây là điều mà Trung Quốc đã áp dụng hết sức dã man đối với những cái hoạt động kinh tế của những công ty Mỹ đặt tại Trung Quốc. Và tới đây chắc chắn Trung Quốc sẽ phải trả lời rõ ràng về điều này. Trong khi đó, tại Việt Nam, theo dòng tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump và thông tin từ Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Hoa Kỳ, thì lô hàng đầu tiên với 450.000 bộ đồ bảo hộ dành cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu đã đến được bang Texas của Mỹ rất nhanh vào ngày 8 tháng 4, là nhờ sự hợp tác của hai công ty Hoa Kỳ cũng như sự hỗ trợ của những người bạn tại Việt Nam. Đấy là theo lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump trích nguyên văn, đấy là những người bạn ở Việt Nam. Tức là có hai cách để giải quyết khác nhau, cách của Trung Quốc và cách của Việt Nam. Chuyên gia này cho biết thêm, và ông cho rằng cách của Việt Nam là sáng suốt, và kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đã chia sẻ nhận định như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông giải thích thêm như sau. Thứ nhất, nó phù hợp với quy luật kinh doanh, làm ăn, buôn bán với nhau. Thứ hai, nó cho thấy chế độ tại Hà Nội hiện nay tử tế và không lưu manh như chế độ tại Bắc Kinh. Và đương nhiên, qua đây thì có những cái bài học rút ra là đừng sai lầm như Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trao vật tư y tế hỗ trợ cho chính phủ và nhân dân Pháp vào chiều ngày 7 tháng 4. Việt Nam cũng cùng lúc gửi tặng 550.000 khẩu trang kháng khuẩn, chống giọt bắn, giúp cho các nước như Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh. Theo phân tích của chuyên gia kinh tế này, cách làm vô nhân đạo của Trung Quốc đang khiến cho cả thế giới chấn động, nhất là hành động thu gom, tích trữ vật liệu y tế, rồi bán lại các thiết bị không đạt chuẩn cho các quốc gia đang điêu đứng vì đại dịch hoành hành này. Điều đó đã khiến cho thế giới phải xem xét lại mối quan hệ với Bắc Kinh. Ông nói thêm, tôi nghĩ đây là một cơ hội. Nếu lãnh đạo ở Hà Nội phân tích những sai lầm của Bắc Kinh để không phạm vào những sai lầm đó, thì tôi cho rằng một trong những yếu tố quan trọng nhất là phải công khai hóa mọi dữ kiện để cho thấy thống kê và cách nhận định tình hình của chúng tôi là khả tín. Chuyên gia này nói như vậy. Và kinh tế gia đang sống tại Mỹ nói tiếp, trong bối cảnh cả thế giới đang rất hoài nghi về độ tin cậy thông tin vốn và dữ liệu vốn luôn luôn tốt của các chế độ độc tài, thì Hà Nội nên khai thác cơ hội này để chứng minh cho các nước thấy Việt Nam không phải là như vậy. Ông cũng chia sẻ thêm. Và cũng theo ông Nguyễn Xuân Nghĩa, khi làm được như thế, thì Việt Nam sẽ đạt được những thắng lợi về mặt ngoại giao trong lúc đang chịu nhiều tổn thất về kinh tế do dịch bệnh gây ra. Và hiện nay, tại Việt Nam, các bạn cũng đã biết, mọi vấn đề về sản xuất, về
giao thông và lưu thông gần như đình trệ hoàn toàn và người dân phải ở nhà tự cách ly. Và điều đó sẽ gây ra tác hại rất lớn trong thời gian hiện nay và tiếp tục kéo dài chưa biết lúc nào dừng. Và khi Việt Nam làm được kết nối với thế giới như vậy thì nếu thắng lợi về ngoại giao đó mà được thế giới đối chiếu so với trường hợp đầy khả nghi và quá lưu manh của Bắc Kinh thì chuyên gia này cho rằng đấy là điều có lợi cho đất nước Việt Nam. Và cùng chung nhận định với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, một người khá nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn và sự hiểu biết của bà. Bà vốn là nguyên là thành viên ban nghiên cứu của chính phủ Việt Nam, cho rằng thời điểm cả thế giới đang đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán lại là cơ hội ngàn năm có một cho Việt Nam để xem xét, đánh giá và cấu trúc lại mối quan hệ thương mại, kinh tế với các nước, tránh phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Đây là hình ảnh tuần trước trên mạng Twitter Ấn Độ và Pakistan đã xôn xao vì thông tin đăng trên trang Indian Times và một số kênh truyền hình Ấn Độ cho rằng lô hàng khẩu trang N95 viện trợ của Trung Quốc gửi sang cho Pakistan được làm bằng quần lót. Có ít nhất 10 nước đã phản nàn, đã nhận được khẩu trang, bộ xét nghiệm dởm từ Trung Quốc kể từ khi đại dịch cúm Vũ Hán đã bùng phát khắp nơi trên thế giới. Và đây là cơ hội lớn mà Việt Nam cần phải nắm bắt lấy, vì nếu không nắm bắt được cơ hội lần này mà để nó tuột đi thì không biết đến bao giờ Việt Nam mới có thể thay đổi được tình trạng lệ thuộc vào Trung Quốc của mình. Nhà nghiên cứu kinh tế của Việt Nam đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Và bên cạnh đó, theo bà Phạm Chi Lan, qua đại dịch này, Hà Nội cũng đã tỉnh hơn, thấy rõ hơn và thấy đau hơn về tất cả những tệ hại do tình trạng lệ thuộc vào Trung Quốc lâu nay. Mặc dù trước nay vẫn nhận thức được những hệ lụy của tình trạng này, và tai hại hơn là ngay trong lúc đại dịch đang diễn ra thì Trung Quốc vẫn tiếp tục tìm mọi cách để thôn tính lãnh thổ của Việt Nam và vừa gần đây nhất là đâm chìm ngay tàu của Việt Nam khi họ đang đi đánh bắt cá trên quần Hoàng Sa của Việt Nam. Và trước đây, mặc dù Việt Nam có muốn nhưng các đối tác khác mà Việt Nam muốn lôi kéo vào lại chưa sẵn sàng thì chưa được. Nhưng lần này, qua dịch cúm thì hầu hết các nước trên thế giới đều nhìn rõ ra vấn đề của họ trong quan hệ với Trung Quốc, bà Phạm Chi Lan đã nói thêm như vậy. Cả hai chuyên gia kinh tế đều có chung nhận định rằng Việt Nam chắc chắn sẽ gặp khó khăn và buộc phải đánh đổi trong thời gian tới khi quyết định chọn đi theo hướng thoát chung. Có nghĩa là Việt Nam cần phải rõ ràng, nhưng để đạt được phát triển kinh tế và để có những cái hợp tác với các nước dân chủ và tự do như Mỹ, châu Âu thì Việt Nam cũng phải thay đổi. Nhưng nếu các lãnh đạo nhìn xa hơn một chút thì đây là một cơ hội để Việt Nam dần thoát ra khỏi cái gọi là một nền kinh tế quá lệ thuộc vào Trung Quốc để đủ vào mọi mặt. Từ nguồn nước bị chặn, tức là gây ra khó khăn cho đồng bằng sông Cửu Long, nguồn nguyên vật liệu bị phụ thuộc chủ yếu vào Trung Quốc, cho đến bài toán có nên xuất gạo khẩu gạo hay không, hiện theo chuyên gia của Nguyễn Duy Nghĩa đã chia sẻ. Và các bạn cũng đã chứng kiến vừa qua, ngay tại đồng bằng sông Cửu Long cũng đã diễn ra những vụ nhiễm mặn kinh hoàng và hiện nay người dân đang còn thiếu cả nước ngọt để dùng vì Trung Quốc đã chặn đập ở phía trên. Tuy nhiên, kinh tế gia của Mỹ cho rằng tình hình nhiều nước trên thế giới đang xem xét lại chuỗi cung ứng toàn cầu của Trung Quốc để điều chỉnh lại chính sách đầu tư một cách thực tế và diễn ra không phải chỉ trong một thời gian ngắn mà sẽ kéo dài trong khoảng vài năm tới đây, tức là mọi cái phải diễn ra sẽ từ từ. Nhưng mà theo ông, quãng thời gian đó đủ để Việt Nam chuẩn bị để trở thành một trong những lựa chọn của các nước trong việc tìm nguồn thay thế Trung Quốc. Nếu Hà Nội đưa ra được những quyết định đúng đắn ngay thời điểm này và tất nhiên cũng phải có những thay đổi nhất định ở thượng tầng chính trị của Việt Nam. Đây là hình ảnh đường Huỳnh Tấn Phát, quận 4 vào thời điểm chiều ngày 10 tháng 4. Lượng xe trên nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên nhiều so với những thời gian đầu cách ly xã hội. Lời khuyên cho Việt Nam là cần phải hy sinh tăng trưởng và phải xây dựng nội lực. Đây là điều rất quan trọng. Bà Phạm Chi Lan cho biết, trong đề xuất mới đối với chính phủ Việt Nam, bà nói rằng Hà Nội nên chấp nhận giảm tăng trưởng trong ngắn hạn hoặc trung hạn để có thể phát triển bền vững hơn. Trong đó, việc tập trung để phát triển nguồn nội lực, tức là tự mình phải có những cái khả năng nhất định và không phụ thuộc vào những nước xung quanh. Lấy thí dụ, ngành dệt may của Việt Nam, bà Phạm Chi Lan cho biết rằng Việt Nam đã mải miết làm gia công cho Trung Quốc trong suốt 30 năm qua mà không phát triển được ngành công nghiệp phụ trợ để quốc gia láng giềng hưởng lợi phần lớn. Đây là những cái sản phẩm ví dụ như sản xuất may mặc thì đều phải nhập vải, rồi giày dép da thì lại phải nhập da giả từ Trung Quốc
và rất nhiều sản phẩm phụ trợ khác. Và kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam nghe thì to, gần 20 tỷ đô la, nhưng trên thực tế Việt Nam có được hưởng bao nhiêu đâu. Chỉ 10-15% giá trị của gia công ở khâu may mà thôi, còn tất cả các khâu nguyên phụ liệu đầu vào phụ thuộc tất cả vào Trung Quốc. Bà Phạm Chi Lan đã giải thích thêm cho ý kiến của mình như vậy. Và cựu cố vấn kinh tế của chính phủ Việt Nam cho biết bà đã kiến nghị với chính phủ đương nhiệm tại Việt Nam, tức là chính phủ của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện nay đang đứng đầu, về việc tăng cường thúc đẩy quan hệ thương mại, kinh tế với các quốc gia trong các hiệp ước thương mại tự do FTA quan trọng như Hiệp hội, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương và EVFTA là Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, để có thể cùng với các nước thành viên thực hiện mục tiêu chung là giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải xây dựng nhà nước pháp quyền với việc bắt giữ những nhà báo độc lập như ông Phạm Chí Dũng khi ông ta viết bài phản đối Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và châu Âu, thì điều đó Việt Nam cần phải bãi bỏ ngay những án oan như vậy. Và tất nhiên, không thể kỳ vọng Việt Nam thay thế hoàn toàn được Trung Quốc. Không một nền kinh tế nào đủ sức để thay thế hoàn toàn Trung Quốc. Việt Nam năm nay là chủ tịch của ASEAN, thì nên đề xuất với các nước ASEAN một sáng kiến là cùng nhau xây dựng một số phần mới của chuỗi cung ứng, thay thế một phần trong cái nguồn cung của Trung Quốc. Đấy là cách mà có lợi cho tất cả các bên liên quan, bà nói như vậy. Đây là hình ảnh chợ nổi ở ngã năm Sóc Trăng, và thông tin được biết Việt Nam đã có tiềm năng du lịch vô cùng lớn, chưa khai thác hết từ tất cả những cái khả năng mà Việt Nam đang có. Ngoài ra, cũng theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Việt Nam cần phải xem xét đánh giá lại những tác động từ dịch viêm phổi Vũ Hán để tái cơ cấu tất cả các ngành kinh tế. Chuyên gia này đưa ra ví dụ như ngành du lịch chẳng hạn. Bà nói Việt Nam đã để cho du lịch phụ thuộc quá nhiều vào khách Trung Quốc, nên khi Trung Quốc bị dịch bệnh là ngay lập tức ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Việt Nam, kéo theo tổn thất của ngành hàng không và tất cả các ngành dịch vụ khác. Và điều đó các bạn cũng đã thấy, bãi biển Nha Trang, Đà Nẵng tràn ngập du khách Trung Quốc, nhưng khi dịch bệnh đến thì lại vắng bóng sạch. Và họ cũng tổ chức những tour không đồng, tức là họ không chi tiêu gì cho các doanh nghiệp Việt Nam cả. Việc đa dạng hóa các đối tác để không mất tất cả trứng vào một giỏ thì phải áp dụng với tất cả các ngành của Việt Nam, bởi vì vừa qua nhìn lại thì thấy hầu như ngành nào cũng bị vấn đề lệ thuộc vào Trung Quốc, hoặc xuất khẩu hoặc nhập khẩu, và từ đó đã gặp khó khăn. Bà Phạm Chí Lan cho rằng từ sự kiện 450.000 bộ đồ bảo hộ được xuất đi nhanh chóng sang Mỹ cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề về thủ tục trong vòng chỉ có 48 tiếng mà thôi, đồng nghĩa với chấm dứt tình trạng bôi trơn, tức là tham nhũng, hối lộ các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam khi muốn xuất hàng đi, vốn là một trong những yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia. Muốn hay không thì Việt Nam cũng sẽ phải làm trong vòng vài năm nữa. Trong tình huống như bây giờ thì rất nên phát huy những cách làm như Việt Nam đã làm đối với DuPont và FedEx để cho các lô hàng đi được nhanh chóng, đến được nhanh chóng, và nguyên liệu đầu vào đi được nhanh, sản phẩm đầu ra cũng nhanh. Chuyên gia kinh tế của Việt Nam đã đề nghị thêm như vậy. Và qua đây, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng học hỏi được sự năng động của hình thức kinh tế thị trường đầy đủ, đa phương hóa, và giảm tối thiểu phụ thuộc vào Trung Quốc về mọi mặt, và chấm dứt mô hình định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đau khổ như ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn thường hay ca tụng, vì nó sẽ dẫn người dân và các doanh nghiệp của Việt Nam đi vào ngõ cụt mà không có lối thoát. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.